Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Lan Nguyễn Tâm. Hôm nay Tâm chia sẻ với các bạn bí kíp để trồng lan cát để cho ra thật nhiều hoa. Thực ra nói là bí kíp thì nó cũng hơi to tát các bạn. Nó rất là đơn giản nếu mà chúng ta biết cách chăm sóc. Các bạn có thể quan sát đây là cái chậu lan cát của tôi. Thực ra là hoa nó cũng tàn mất một chùm rồi các bạn. Và cái chùm này đang tàn. Lần trước tôi đã quay nên short video mà tôi chia sẻ bí kíp để trồng làm sao cho cái lan cát này nó sai hoa. Đây chúng ta còn 3 chùm. Màu rất đẹp các bạn. Đây là chậu lan cát nhất điểm hồng. Cái chậu này chúng ta có thể chơi được 1 tháng các bạn nhé. Và năm nào nó cũng có hoa. Đây là một trong những cái giống lan cát xưa. Hoa rất sai. Cái chùm hoa này chúng ta có thể chơi được 1 tháng. Bởi vì cứ chùm này rụng thì đến chùm kia nó lại nở tiếp. Màu rất đẹp. Thế ra để chăm lan cát sai hoa nó không hề khó một chút nào các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát đây, tôi có thể chia sẻ với các bạn bí kíp thật đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ tưới cái gói siêu lần. Cái gói siêu lần này tức là có hàm lượng phốt pho rất là cao so với các tỷ lệ khác. Giờ thấy là phốt pho ở đây chiếm đến 55%. Nó sẽ kích thích cái quá trình ra hoa sai hơn. Các bạn có thể phun theo hướng dẫn ở trên bao bì. Đây là một gói này chúng ta sẽ pha với 16 đến 20 lít nước. Tức là khoảng một thùng to. Thùng to đây các bạn nhé. Ví dụ thường tôi sẽ pha vào cái thùng này. Đầy một thùng này. Sau đó tôi tưới cho cả vườn luôn. Cái chậu lan cát của tôi là chậu lan cát hai lá. Hai lá các bạn. Đây, các bạn có thể quan sát. Đây, bí kíp của chúng ta là đến thời kỳ lan chuẩn bị ra hoa, chúng ta sẽ tưới đều đặn cái gói siêu vân hoặc là cái loại phân bón có hàm lượng phốt pho cao. Ví dụ chúng ta quan sát ở đây này, có hàm lượng phốt pho NP2O5 K2O P2O5 chiếm 55%, thì sẽ kích thích cái quá trình ra hoa nhiều hơn, ra rễ cực mạnh, chống rét, chống nghẹt rễ, vàng lá sinh lý, phân hóa mầm hoa, tăng độ quả, hạn chế vàng lùn xoắn lá. Siêu lần chứa hàm lượng lần cao nhất giúp cây trồng phát triển dễ nhanh mạnh ở thời điểm sơ cấy và cây non, tăng cường phân hóa mầm hoa, giải độc cho cây khi bị ngộ độc hữu cơ. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng cái gói này hoặc các bạn có thể sử dụng các loại phân bón khác có hàm lượng phốt pho cao. Thường cái gói này tôi sẽ bón 1 tháng, chúng ta tưới cho cây 1 lần, chúng ta chỉ tưới khoảng 3 lần là cái hoa lan cát chúng ta đã sẽ bắt đầu là tạo mèo. Cái này chúng ta có thể phun cả lên lá, phun cả lên lá, thời điểm phun vào cây phát triển dễ thân lá, đặc biệt là khi phân hóa mầm hoa trước khi ra hoa, có thể sử dụng chung với các loại phân bón khác. Thì các bạn có thể phun khi mà cây đâu chuẩn bị ra hoa tạo mèo. Còn khi mà cây nó đã có mèo rồi thì chúng ta sẽ sử dụng dao để rạch cái mèo ra đến một thời điểm nhất định. Còn nếu các bạn không rạch mèo ra thì cái mèo của cây này lan cát nó sẽ bị hỏng các bạn nhé. Thì các bạn cứ phun cái gói này khoảng 3 gói, mỗi tháng 1 gói này, chúng ta sẽ đảm bảo cho cái chậu lan cát này phát triển bình thường và có hoa để các bạn ngắm. Sau đây mà các bạn quan sát quá trình tôi
tách mèo ở cây lan cát. Cái chậu lan cát này khoảng một tháng trước là tôi phải tách cái mèo ra để cho hoa nó phát triển. Bạn hãy đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ Tâm nhé.